Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 triệu token có ký hiệu là New Chatbot nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tham gia Chatbot. Con này nó sẽ góp này sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 7 giờ không phối vào 20 tháng 7 nha bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Mình làm từng nhiệm vụ một thôi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh thứ hai của nó nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet tweet nè. Trên tweet nó các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn tweet các bạn tăng dài người bạn của mình vào các bạn. Trời này khá là ngon các bạn làm nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn xong tiếp kênh group kênh seller nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nè. Cho kênh group nè. Rồi subscribe kênh YouTube nè. Rồi mình đã đăng ký rồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm chat. Rồi các bạn bấm join này group nè. Các bạn bấm submit tên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram bạn đã join sở group thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè, sẽ thấy được username Telegram mình nha các bạn. Rồi các bạn điền vào đây nè. 1 2 3 4 5 người support nè. Tiếp tục mình gửi đường link profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi support nè. Tiếp tục cũng gọi địa chỉ VPNB sở match trên bet 20 trên di chocolate nha bạn. Bạn sao chép nè. Bạn gọi là chatbot nè. Rồi nó hỏi có xoắn tiếp những cái này không thì bạn kiểm tra các bạn. Cảm ơn Don. Tiếp tục cũng gọi là Mulin Rewit nè. Tao tao quýt bài nào đâu ta. Rồi các bạn tweet bên nào đâu. Rồi các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Các bạn nhập ba cánh cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn mình tweet đầu tiên này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chết liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gọi là chatbot nè. Rồi tiếp tục muốn balance đi chết số càng kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 100 triệu tục càng New Chatbot nè. Các bạn bấm vào cái link lên ghép xe ông bè và người thân. Quyết giao thì nó sẽ phong phối vào ngày 20 tháng 7 nha các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.